mình đang đứng ở Ao Vua thuộc Ba Vì, Hà Nội. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm một vòng quanh Ao Vua với góc nhìn về du lịch. Mình đi vào chủ nhật nên là khá đông, phải xếp hàng rất là lâu mới mua được vé. Và vé vào cửa người lớn là 180.000 một người, và cao dưới 1,3m thì là 100.000 một người. Được chơi một lượt 14 trò chơi. Và không được phát sơ đồ, chúng ta nên chụp lại sơ đồ ở ngay quầy bán vé để tiện đi lại. Trên đường vào có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm chơi trẻ em. Thank you.
đây, ở đây thì có rất nhiều những trò chơi của trẻ em. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng. Thank you.
cảm giác mạnh rồi. Hốt lắm.